Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Đây là một trong những cái dự án mà Việt Hương định làm vào tháng 3 năm ngoái, đã xong kịch bản rồi, tháng 3 năm 2018. Thì Việt Hương sau đó thì chắc lúc đó thì nó quá nhiều việc, và chắc là các bạn biết Ato Phim là Mr. Tô là em của Việt Hương, em con dì thứ năm. Thì chị em trong nhà mà cũng hay ghẹo là Việt Hương bế Tô từ nhỏ, cho nên có chuyện gì thì Tô cũng là người chia sẻ với chị trước, hai chị em làm. Nhưng mà công việc Việt Hương quá nhiều và Tô là người phải sản xuất cho Hương, cho nên là Tô phải sắp xếp với một người quản lý nữa thì không kịp thời gian. Và trong song song dự án đó thì có rất nhiều dự án của các bạn trẻ nhảy vào, và bản thân Việt Hương nói là Việt Hương muốn giúp các bạn trẻ trước, còn mình thì nhiều dự án quá rồi. Tôi nói là em làm tất cả nhiều cái, em chưa làm cho chị cái mà em đã nhất. Thì bây giờ coi như chị không có thời gian làm thì chị cho em tiền để em làm cho em. Thì cái tiền chuyện này là của Tô, nhưng mà cái trật tự thì của Hương. Tôi nghĩ giờ làm chắc là do tình cảm nhiều hơn. Chứ mà kể giờ từ Cương bỏ bao nhiêu tiền tỷ ra làm những cái đó thì cái tuổi này rồi mình bớt kể lễ lại. Những cái dự án về xã hội á, thì vào năm 2018 thì có vẻ là nó rầm rộ nhất. Yeah. Nhưng mà chị đã hoàn thành cái kịch bản này từ năm ngoái, nhưng mà để đến tận bây giờ thì chị có cảm thấy tiếc không? Không tiếc à, tại vì nếu mà để cho Hương có thêm hai cái tay, hai cái chân, hai cái đầu thì Việt Hương sẽ không tiếc. Nhưng mà mình chỉ có một, tất cả thì mình chỉ có một. Thường á, mà nói về cái gì mà trật tự hay là giang hồ hay là chợ đồ gì thì ta nghĩ tới nghiêng về khía cạnh mà hơi kể như là giang hồ hơn, thì Hương lại muốn cái gì nó tình nghĩa hơn, có nghĩa là nó sống chết hơn, nó yêu thương nhau hơn. Kể cả Hương với Tô cũng vậy, dù là anh em nhưng mà khi mà Hương làm việc với Tô vẫn rất tôn trọng những ý kiến của Tô, và nghiêng về cái khía cạnh là anh em chị em hơn, cái tình nghĩa hơn là về giang hồ. Cho nên đối với Hương không có gì là chậm hết, nó có thể là tình nghĩa thì không bao giờ chết đi được. Riêng cái vai này của chị thì nó hoàn toàn là trái ngược với giới tính, và nó đã rất ăn ở trong cái bộ phim Xóm Trọ 3D của chị Hồng Vân. Thì gốc của vai ông nội này ở bên kịch là ông nội thiệt, là nam thiệt chứ không phải là nam giả, có nghĩa là nam giả như Hương. Nhưng mà khi thay đổi qua cho một người nữ đóng thì Hương vẫn giữ vai ông nội, tại vì Hương cũng là một trong những cái bậc cung bậc của xã hội, thì Hương vẫn giữ cái tên là ông nội nhưng mà là nữ đóng. Thì khi là nữ đóng thì Hương yêu cầu phải có chị Hồng Vân, tại vì khi mà một người nam đánh một người nữ chị thấy nó không đẹp. Thì trong cái này có sự đánh thì chị nhờ chị Hồng Vân, chị phải đóng vai đó thì em mới nhận lời với chị, không là em bỏ vai. Thì chị Hồng Vân lúc đó sản xuất mà chị phải dưới chị rồi, chị nói ok nếu em nói vậy thì chị sẽ đóng vai chị Đại để đánh em. Thì chị Đại mà đánh Việt Hương thì hợp lý thôi, chỉ là chị nữ đánh Hương là nữ thì ok, chỉ có điều là hình dạng của Hương là nam thôi. Thì khi làm cái đó thì cái vai của Việt Hương khi ra phim nhựa thì phim chiếu rạp thì mọi người rất yêu thích cái vai của Việt Hương, đó là vai ông nội mà là một người cái giới tính thứ ba. Thì khi Hương ngồi Hương nghĩ lại thì Hương nói với anh Hoàng Tuấn Cường và chị Hồng Vân, các em xin giữ lại cái tạo hình này là Việt Hương tạo hình ra, và Hoàng Tuấn Cường, chị Hồng Vân đồng ý. Thì sau đó Hương xin lại cái tạo hình này để làm trong nguyên một cái series của giang hồ, tiền truyện giang hồ chợ mới của Mr. Tô. Và khi mà nhận được lại thì cũng là mọi người rất yêu mến Việt Hương với cái giang hồ chợ mới. Thì khi mà nhận như vậy là tất cả các series nào có vai ông nội là Việt Hương xuất hiện thôi, tại em mình làm thì mình hỗ trợ. Và khi làm cái này đặc biệt riêng cho ông nội, thì làm cái trật tự mới riêng cho ông nội, thì ông nội vẫn giữ cái hình ảnh đó với cái vai. Thì rất nhiều khán giả nói sao khôn quá vậy, đặt tên ông nội, đến khi ta kêu mình là ta kêu ông nội rồi, sao khôn quá vậy. Thì vô tình nó là dính cả một cái sự tích của nó là như vậy. Mà Việt Hương cũng rất thích cái tạo hình của cái vai ông nội này, rất đẹp. Rất là cá tính. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều những nghệ sĩ trẻ ra mắt web drama liên tục, thì chị nhận định như thế nào về việc cái lợi và cái không được lợi khi một nghệ sĩ ồ ạt ra những cái sản phẩm web drama giống giống như nhau như vậy? Dạ, mỗi thời mỗi thế, rất là nhiều bạn trẻ làm rồi. Thì vậy thì chị ồ ạt các bạn làm thì các bạn mình thấy như thế nào? Thì mình thấy là phải theo thời, ăn theo thở, thở ở theo thời. Nếu mình không theo, rất nhất là nghệ thuật, mình không theo mình sẽ cũ. Thì các bạn trẻ mà, các bạn sẽ thấy trước. Có thể hồi đó mình sẽ là chỉ lại các bạn là về cái ngành nghề và cái nghệ thuật sống và cái kỹ thuật biểu diễn. Nhưng về cái hiện đại mới mình phải học các bạn, mình phải học các bạn. Chứ không phải là mình hay hết, chưa có cái gì mình hay hết cả. Một ngày mình không học là mình chậm hơn người ta. Một cái câu mà Hương nghĩ tới bây giờ thì Hương vẫn thấy rất là hay là đi ngày đàn học sàn khô. Có thể ở trong nhà một ngày mình sẽ cũ, mình bước ra mình thấy các bạn quá hay. Và digital bây giờ các bạn làm quá hot. Tại sao mình lại nghĩ là ô tôi hay là tôi cất tôi ngủ? Không phải vậy. Hương nghĩ các bạn trẻ bây giờ làm quá nhiều trên YouTube thì tại sao nó thắng? Thì mình phải coi lại mình và coi mình làm như thế nào. Đó là mình
chất lượng đầu tư, chứ mình không hề có thể là cái đầu tư của mình nó nghiêng ra cái nhân văn chút xíu, nghiêng qua cái xã hội chút xíu thì các bạn không thích bằng những cái như là hot liền trong 3 ngày. Nhưng mà coi cái độ giữ chân các bạn lại bao nhiêu lâu. Có thể là tôi không có hot liền trong 3 ngày, nhưng mà tôi sẽ giữ chân các bạn ở cái kênh của tôi và coi nhiều lần. Đó là cái chất lượng chúng tôi bỏ tiền ra, chúng tôi đầu tư, chúng tôi đầu tư chất xám, rồi chúng tôi đầu tư những cái ý nghĩa nhân văn trong xã hội. Cái đó là cái quan trọng. Còn nếu mà nói là ồ tại sao tất cả mọi người làm là mình cũng phải làm theo, đó là theo cái dòng của thời gian. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, mỗi cái suy nghĩ nó sẽ khác đi. Nếu như mà bây giờ mà tôi 43 tuổi mà tôi đóng vai 18 tuổi và tôi ổng a ổng ẹo với nha với nhảnh lấy trai trẻ thì tôi nghĩ nên lên án, là tại vì 18 tuổi nên để cái bé 18 tuổi, 20 tuổi đóng. Còn ở đây Việt Hương sẽ chọn những cái hợp với bản thân mình và cái trend nó đang là cần cái gì. Thật ra cái trang của Việt Hương á, ví dụ như là các bé khác làm, chị bé Thư làm hay là Vi Cá làm thì cái trang thật là sạch, chưa có gì hết. Thì có thể là áp lực là phải lên đây được nút này. Còn thật ra bây giờ các bạn nhờ mở trang của Việt Hương là nút bạc là Hương đã được nhận 7 cái nút bạc rồi. Cho nên nói với Hương nó cứ bình tĩnh, và Việt Hương đang có một cái chương trình rất là hot. Mà cái lượng view á, các bạn nên nhớ là lượng view ở hải ngoại á nó nhiều hơn là lượng view, nó sẽ được nhiều lợi ích hơn là lượng view ở đây. Và cái chương trình Những Món Ăn Việt Nam của Việt Hương, cái lượng view nó rất là tốt, nó nằm bình ổn. Thì Hương không cần là phải là cào cấu, tại vì nó đã có sẵn cái lượng trên đó rồi. Thì mình cào cấu để làm gì? Thấy không? Cứ bình tĩnh thôi, mình cứ thả và không cần người ta trả ngược tiền lại là cho Việt Hương làm, không cần bỏ tiền như là bây giờ. Nhưng mà Việt Hương cứ làm theo như câu hỏi của bạn này, có nghĩa là đang mọi người đang tốt nhất là YouTube. Tại sao mình không làm YouTube? Mình đi làm DVD thì mình chết thôi. Cho nên Việt Hương tiếp tục theo các bạn trẻ để làm cái kênh thị trường họ cần cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Còn theo mình muốn làm cái gì thôi và đầu tư như thế nào.